Rồi hôm nay mình sẽ soi đồ tuyển thủ A béo S26 nha, do hôm qua là chưa có soi á, chưa có làm clip cho mọi người, thiếu hạt này với Cảnh Vân với lại ai ta? Với lại Lít Chiều. Rồi bây giờ mình sẽ soi đồ tuyển thủ A béo S26 nha. Tuyển thủ A béo S26 thì là sở hữu mức trang bị là 1.576.000 trang bị. Xuyên thích là 19k, giảm xuyên thích là 10k3. Rồi soi đồ nha mọi người. Trùng Long Ngọc nè. Chân Ngọc nè. Chùm lâu giới nè, chân giới nè, chân ngoa nè, chùm đới, chân thủ, chùm lâu uyển, chùm lâu kiên siêu cấp, chùm lâu khôi, thần khí 9 sao đế khuyết, trùng lâu giáp, chân liên, ám khí 8 sao toàn mỹ 1188. Tại biết sao hôm nãy cận lại cái sợ nó vô trận á. Long văn 8 sao. Lệnh bài 8 sao 3 dòng bỏ qua kháng độc 40 điểm. Hiệp ứng. Võ hồn toàn mỹ 881 điểm. Hiệp ứng cấp 92. Thần đỉnh là mát. Chân nguyên là mát. Bảo giám là cấp 56. Võ ý là cấp 124. Ủa chửi đây. Bét. Này. Rồi, như vậy là mình đã soi đồ xong tuyển thủ A béo rồi mọi người. Nếu mọi người thấy thích nhân vật này nhớ để lại một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nhân vật này cũng như là fan channel nha. Cảm ơn mọi người nhiều.